chỉnh sửa từ video dọc thành video ngang, các bạn đã biết chưa? Nếu chưa biết cùng làm với mình ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cấp ha. Ở đây các bạn chọn dự án mới nè. Rồi các bạn chọn video ha. Các bạn chọn thêm. Rồi, các bạn chọn là tỷ lệ nè. Các bạn chọn là 16.9. Rồi các bạn nhấn vào dấu tích. Các bạn gạt qua. Chọn chỗ bản vẽ. Ở đây thì các bạn chọn chữ M nè. Ở đây nó có 4 chế độ. 1, 2, 3, 4. Các bạn chọn một chế độ tùy ý ha. Rồi các bạn nhấn vào dấu tích. Vậy là xong ngay các bạn. Rất là đơn giản. Phạm Tâm, chia sẻ hết mình. Nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.